Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là dàn nóng điều hòa của xe Mitsubishi Jolly 2001 đến 2003. Dòng sản phẩm là dạng được thiết kế là dàn lăn cuốn. Đấy, anh em cùng xem nhé. Dàn lăn cuốn này. Với cái thiết kế này thì cái độ tản nhiệt của nó rất là nhanh. Dòng sản phẩm được sản xuất bằng nguyên vật liệu chính, đó chính là hợp kim nhôm cao cấp. Đây chính là các cái tép nhôm của nó này. Để anh em cùng nhìn nhé. Đây là bốn tay. Chúng ta sẽ bắt chúng ta sẽ bắt vào trong chỗ giá đỡ, két nước và giá nóng. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty Paco tại Thái Lan. Đó. Đây là mặt trước của sản phẩm nhé. Đây là mặt để chúng ta sẽ bắt đường phin này. Đây, phin vào đây và một ống. Đây đường cao dẫn ra lốc đến mặt trước này. Mặt sau của sản phẩm này anh em nhìn thấy rất là đẹp không ạ? Từ cái nước sơn, cái lan của nó rất là đồng đều nhau. Đẹp. Anh em mà quan tâm cần tư vấn hỗ trợ về sản phẩm, hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô VMT. Số 1 ngõ 319 Tam Trinh, 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.